Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái video. Video này thì mình trả lời một câu hỏi của một bạn có tên là Thu Minh Hoàng. Bạn Thu Minh Hoàng có câu hỏi là: chú ơi, cháu trồng dâu tây cấy mô nhưng một thời gian cũng héo và chết dần. Dâu tây cấy mô các bạn. Và một trong những cái mà trồng dâu thì chủ đề nói suốt cả ngày không hết các bạn nhé. Thứ nhất thì mình cảm ơn bạn Thu Minh Nguyễn đã có những cái câu trả lời, câu hỏi để mình có cơ hội để trao đổi và nói chuyện với các bạn luôn các bạn nhé. Cái chủ đề mà cây cấy mô mà nó khá là nhiều bạn quan tâm. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ các bạn đó là cây cấy mô, tại sao lại trồng cây cấy mô các bạn nhé. Cây cấy mô là một cái loại cây mà họ chọn, họ lấy cái mô ở những cái cây có cái gen tốt nhất, có nghĩa là họ tìm những cái cây mà sai nhất, kháng bệnh tốt nhất, họ mang vào phòng cấy mô, họ cấy mô và cho ra hàng loạt, sau đó thì họ nuôi phòng mô không biết thời gian bao nhiêu, nhưng mà sau đó thì đưa ra những cái cây rất là nhỏ xíu luôn các bạn, nhỏ xíu những cái lá này chẳng hạn này, thì đến các bạn thì là cái cây cấy mô. Và vì trong các vỉ mô thì cũng mua thì thường 10 cây, họ đóng hộp để gửi đến các bạn. Chính vì ở trong phòng mô cho nên là cái điều kiện nuôi trồng nó khá là cẩn thận, và ra đến các bạn thì các bạn trồng nếu không cẩn thận thì nó dễ bị hỏng. Thứ nhất là cây cấy mô thì nó sạch bệnh, nó sẽ năng suất bởi vì họ chọn giống rất là kỹ, đúng không các bạn? Và nó cũng khá là nhanh có quả. Nhanh có quả hơn có hạt các bạn nhá, bởi vì mình đã từng trồng Nhật Sachinoka và New Zealand thì mình thấy từ 3 tháng đến 4 tháng là nó có quả, từ bắt đầu từ phòng mô, tức là mình chăm không chăm nhiều như những các bạn khác các bạn nhá, mình chăm bình thường thôi, mình chăm không có xịn trò đấy. Nhưng mà mình cũng đã biết được một cái trải nghiệm trồng dâu cấy mô đấy. Rồi thì cái cây cấy mô á, cái đầu tiên thì các bạn hãy tìm kinh nghiệm nha các bạn nha, tìm nơi gần nhất để mua, dù ở đâu thì mình vẫn khuyên các bạn tìm nơi gần nhất để mua. Và các bạn đừng có tham, đừng bao giờ tham mua cái dâu mà đẹp. Dâu mướt mát là những cái cây mà người ta chăm quá nhiều, và các bạn biết rồi, những cái cây mà nó tốt như vậy thì nó được khổ lá, thì cái cảm giác chúng ta đầu tiên nhìn thấy là chúng xanh tốt, chúng ta thích, đúng không ạ? Nhưng cái mẹo á là mình chỉ cho các bạn, đó là các bạn hay hỏi người ta xem á, các bạn có hỏi người ta xem là có dùng phân bón lá hay không. Nhưng mình nghĩ là đa số họ dùng phân bón lá, bởi vì nó nhìn nó xanh tốt, nhìn nó mướt mát, cái hàng nó đẹp các bạn nhé. Thì mình hay dùng cái từ là gọi là làm hàng, thì đó là quy luật rồi các bạn ha. Đấy, để thu hút người mua ha. Đấy. Rồi thế thì tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì đó là những cái trải nghiệm mà mình đã từng làm rau, làm cây giống, làm mua cây giống về trồng, cho nên là mình muốn nói với các bạn như vậy. Thì cái việc đầu tiên là khi trồng cây mô, bởi vì cái cây mô nó rất là bé. Và không biết bạn đến từ tỉnh nào và bạn trồng như thế nào. Tức là mình nói riêng theo cái cách của mình, thì qua đây nếu như có thể học được cái điều gì thì bạn học nhá. Còn lại nếu như các bạn nào mà cảm thấy mà nói nhiều như thế nào thì nói thật sự mình cũng không biết, là nhưng mà phải mô tả cho các bạn. Thì cái đầu tiên mà khi mà mua dâu về là ví dụ mình ở gần các bạn. Ví dụ như các bạn mua ở một nơi mà họ gửi sáng đến chiều á, thì từ vườn người ta đến chiều á, thì mình nghĩ là cái tỷ lệ nó sống rất là cao, bởi vì nó không có đóng hộp này các bạn nhá, đóng gói này, nó không có bị nâng lên hạ xuống nhiều, và cái cây nó không có bị đuối, thì mình nghĩ là cái tỷ lệ nó sống nó cao. Nhưng mà nếu mà nó gửi lâu quá thì nó dễ bị chết, và đó là cái đóng gói cho người khác mà nó rất là dễ, nó rất là khó. Còn lại mà gửi nhanh thì rất là dễ. Rồi khi mà về đến nhà thì đầu tiên các bạn đừng có trồng ngay các bạn nhá. Nếu như mà ở gần á, các bạn gần thì các bạn đừng trồng ngay, thì các bạn để cho mình vài hoặc 3 ngày cũng được. Nếu mà trong cái vỉ mô, để các bạn để nguyên cho cái vỉ của mô á, mà nó đang còn sống và tươi được, thì các bạn giữ ấm, tưới nước cho nó trong một vài ngày để trong mát, để trong cái điều kiện tự nhiên ở gia đình của các bạn á, một vài ngày cũng được các bạn nhá. Đấy, thì các bạn đừng có trồng ngay, và để xem cái khả năng thích ứng của cây dâu nó như thế nào. Đó là cái cách riêng của mình các bạn nhé.
Đấy thì cái kiểu như là mình để cho cái dâu nó từ từ đó các bạn, cái từ từ nó thích nghi với cái môi trường, cái môi trường, cái khí hậu thời tiết ở chỗ chỗ mình ở. Xong bắt đầu mình phải làm gì? Thì mình sẽ đi tìm giá thể. Giá thể trồng thì mình luôn luôn khuyên các bạn là trồng bằng đất tự nhiên cộng với những cái phân ủ mục xốp, phân bò khô, sơ dừa, rồi chấu mục này khác, tất tần tật tật các thứ. Và các bạn đặt vào trong một cái chậu lớn hơn. Ví dụ như là mỗi chậu mình hay trồng vô, ví dụ một cái chậu cái mô thì nhỏ chút xíu này các bạn, mình trồng một cái chậu để mình xem, để xem cái này, đây đây. Đây mình tìm được cái chậu này. Cái chậu này thì nó tầm khoảng hơn 1.000 này 2.000 là cái đấy các bạn. Thì ví dụ một cây cái mô á thì các bạn nên bỏ trồng lỗ đầu tiên á, và các bạn mà trồng một chậu nhỏ như này này. Chậu với chậu nhỏ cái này các bạn nhắc, cái cây cái mô nó nhỏ xíu, các bạn trồng vào đây. Trồng vào đây thì các bạn bố trí phân bón rồi các cái khác ở bên dưới á, thì các bạn để phần vào giữa đây để đừng có tiếp xúc với lại các cái loại, bất kể một loại phần nào các bạn nha, hoặc chất dinh dưỡng nào. Và các bạn để trong mát có ánh sáng nhẹ một thời gian để cho cây dâu nó phát triển, và cái dâu phát triển nó đến cái độ mà nó bắt đầu phát triển lá non ra lá nón, nó cho khoảng độ, tức là nó cái kích thước cây nó ở cái độ dài của nó gấp đôi. Đấy là các bạn bắt đầu tưới tưới phân nhẹ cho mình nhá, phân phân NPK nhẹ nhá. Đấy. Và nên nhớ, các bạn nên nhớ này là đừng có dùng, tức là cố gắng đừng phân bón lá nếu các bạn chưa hiểu. Chưa hiểu hiểu về bản chất của phân bón lá. Bởi phân bón lá là nếu không cẩn thận là cháy. Còn lại thì nếu như các bạn mà trồng mà nó cứ bị chết yếu á, là mình đảm bảo các bạn thế này này. Các bạn phải biết chắc chắn thông tin, là hỏi cái người mà bán dâu cái mô á, là họ có dùng phân bón lá hay không các bạn nhé. Còn thật sự nếu mà dùng phân bón lá thì mình nói chung là mình cũng không khuyên các bạn là đừng có nên mua, nhưng mình nghĩ là rất khó trồng, đảm bảo các bạn luôn. Bởi vì cái phân bón lá mà họ làm giống á, là họ chỉ làm cho nó tốt, và cái thời gian đầu mà khi mà về trồng mà các bạn chăm sóc không đúng kiểu, không đúng ngày đúng tháng á, thì nó không không có cái, tức là tần suất của nó là nó phải cho ăn phân á, để nó tốt. Nhưng cái vấn đề là ở đây các bạn này, đây là cái quy luật tự nhiên á, thì các bạn biết là cái cây á là nó phải bắt đầu bằng cái bộ rễ, và gốc có vững thì cây mới bền, và cái cây nào mà rễ nó bộ rễ cực tốt á thì nó phát triển cực mạnh. Cho nên những cái cây mà không bón lá, nói thật thì các bạn là cái bộ rễ nó phát triển rất là nhanh, và nó bắt rễ xuống đất cực kỳ nhanh, thì khi đấy bộ lá phát triển thì các bạn chăm từ gốc cho mình nhá. Tất nhiên là mình thì không có phải là chuyên gia, mình không khuyên các bạn. Có thể là nhiều người ta nghe đến đây thì biết đâu đó người ta bảo là không phải biết làm nông nghiệp, nhưng mà mình nhá, thì mình không bao giờ bón bón lá. Mình khuyên các bạn nên trồng cây và bón từ gốc các bạn nhé, đó là quy luật tự nhiên. Còn thiết nhiên là khoa học phát triển nên như thế nào mình không biết, nhưng mà mình khuyên các bạn thuần trồng thuần tự nhiên, trồng chậu và những cái cây cảnh á, thì các bạn nên bón như vậy. Bởi vì bón qua lá thì là một cái hình thức gọi là khoa học công nghệ mới. Còn các bạn trồng thuần dâu tây thì hãy trồng và bón phân qua gốc. Và mình sẽ cùng với các bạn rằng là nếu có thể chăm được thì các bạn hãy chăm được gốc và đừng có phải phân bón lá thôi. Cái mục đích của mình đó là để cho các bạn vừa dễ các bạn nhá, bởi vì bón phân qua gốc qua rễ thì nó dễ, còn phải bón phân lá là các bạn phải phun cho kỹ này, và phải biết cách để xả nước lá này. Đấy, chứ không có là nó cháy này. Đấy. Còn lại là nếu như mà nó chết á, thì nói thật với các bạn là một là có nhiều khi có thể là họ dùng phân bón lá mà có về các bạn không xịt đủ nước á, mà không xịt đủ nước vào lá mà nó không kiểu nó kiểu nó cái cháy lá đó, thì cũng là một cái mà gọi là người ta gọi, có một lần mình cũng dùng phân bón lá nhưng mà sau đó kiểu là kiểu mình không xịt nước kịp á, là nó cháy và nó mất hết lá và nó cứ rụi dần đấy. Thế khi mà trồng nữa ha, khi mà trồng thì các bạn nên nhớ là cái phân cái đất nó cũng phải đúng. Còn ví dụ như nó không bén rễ được thì chắc chắn là nó thối và nó chết dần. Và mình nghĩ là các bạn đã, có thể là các bạn đã dùng phân dùng đất nó sai, và cây mô thì đang còn rất nhỏ, nó rất yếu, nên các bạn dùng cái môi trường đất hoàn toàn tự nhiên là chỉ đất thôi ha, đất và một số những cái loại mà phân nó cực kỳ rễ,
cực kỳ dễ mà cho cái cây gì cũng lên được. Thì nó chỉ cần bén rễ xuống là các bạn đầu chăm, chứ các bạn đừng có tham bỏ phân trước. Đơn giản vậy, một cái quy luật cực kỳ đơn giản, đó là chỉ trồng vào đất đất và tơi xốp, đất tơi xốp và những cái thứ mà tơi xốp đã ủ mục và nó không có lên men. Bởi vì các bạn biết tất cả những cái loại hữu cơ mà nó chưa được ủ mục mà các bạn vùi xuống đất thì quá trình lên men nó tạo cái nhiệt độ, nó cũng gây cho cái việc mà cái cây nó không ra rễ được thì nó cũng dễ bị hỏng vậy thôi. Có thể là mình nói nó chưa đúng trọng tâm thì cũng xin lỗi các bạn, nhưng mà mình nghĩ là trong cái video này thì bạn nào và một các bạn mà đa số là trồng cây cây dâu cây mô thì các bạn có thể comment thêm nhé, và các bạn chưa hiểu gì thì bạn comment thêm, thì mình cũng không biết là bởi vì có thể là lâu ngày thì mình cũng thể là nói nhưng mà nó hơi lòng vòng hơi dài đó, nhưng mà các bạn cố gắng nghe. Và cây cấy mô thì nó cần phải những cái điều kiện như vậy. Cái chuyện trồng nó rất là đơn giản nhưng mà các bạn chỉ để ý một chút xíu thôi các bạn nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và kính chúc các bạn luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Và các bạn có thắc mắc thì cứ tiếp tục comment, mình sẽ lại quay trở lại và trao đổi với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.